Hôm nay đi lượm đá mọi người. Đem đồ nghề này, một cái bao. Cái cục đá này về mình khắc tượng. Đây, 4 cục, 2, 3, 4 cục. Trong này nữa nè. Đó. Lắc này về. Xe kìa, xe đi hai chiếc luôn, chở cho nhiều. Tiền ở đây, giá tiền ở đâu? Cái chơi. Đó. Bỏ đi. Chia nhau ra chở. Xong nước chảy mạnh à. Đó, nước chảy rất là mạnh luôn à. Khi có cái cầu. Đó, thật ăn. Vứt. Đá lũa, đá này là đá lũa, là nhà khắc tượng. Cục này cục thịt anh này. Cục này đẹp chưa? Tắm đi. Bệnh khỉ về bệnh. Rồi. Cục này ok này. Cục này chuyện. Cục này hả? Cục này làm gì trời? Để. Quá nặng. Cục gì nè. Rồi ok. Cái này nó xuống rồi. Để phải đem cái gì nữa. Rồi. Cho vô bao, đem về. Nhớ ừ. Cho nổi đâu. Đây này. Cho lên coi, cho lên đi, cho lên đi. Ừ. Thì dài nhỏ hết. Nhỏ lấy gì? Bò cá. Chia đâu đi. Chia đó chở ra. Đây nổi không? Thôi. Bên thiên nổi không? Bây giờ chia đó lấy, bỏ gì chở? Cúp xe. Xe chứ cục hay cục chứ. Nặng không? Trời ơi, nặng. Trước rồi. Để đi. Nặng lắm. Rồi. Đây rồi. Mày không được à? Cục này giống cái gì đó, không được. Đây là kia. Mở cái cục mấy cục vô luôn. Tạo. Có đặng chưa? Có cây cổ thụ rồi. Kia là trạm kiểm lâm. Bây giờ đem đá về đó.